Hàn lại 30. Trong đó thì thông tin báo về bài Nam Sông Cừu ở khung 9 mít. Anh Huy tạm lại 40. Chém là rất đông. Lên chém 4 và bổ em ơi. Ruộng nương nhiều lên. Em là người phải phát triển khỏe trong trận đấu này. Nên phải có rất nhiều ruộng. Còn tham lại 42, nâng cấp thật gỗ luôn để đánh to, tăng L lên nhá. 3L chém 4 các kiểu vào. Trong khi đó đây là nói cái thủ chim sẻ. Tham lại chúng ta vẫn đang đè đội bạn. Đốt BA của người cầm Egypt ở trên đối phương. Hòa cả chê cả thật đây. Cái kèo mà sẻ với cả đấu 1 đánh với cả BB với cả Hoàng Mai Nhi hòa cả chê cả trận đây. Ở trước thì Hoàng Mai Nhi cầm Babylon. Thêm chiếc BS nữa. Tốt luôn nhà chính BB. Ôi nhiều phủ lắm. Có sóng quá nhiều phủ. Có lẽ là sẽ phải chuyển quân. Bơm hết gỗ đây để chuyển cung A, à chuyển cung G. BB đang chạy về nhà của game thủ Nam Sông Cừu hồi rồi. Vâng, tham lai ta vẫn đang đè. BB không thấy hồi. Không thấy BB hồi, không thấy nở lại tham. Thêm 3 BA nữa thì chim sẻ nắng như vậy là bài đã có 4 BA thì mình cầm ban rồi. Huy cũng đang khỏe với tham lai 52 cơ. Đã đang rất khỏe trong trận đấu này. Xem BB trốn đâu rồi. Giữa bản đồ em có gì không sẻ. Huy cho người nuôi cho chim sẻ nắng khỏe ra. Vâng, muốn lên cả đầu máu luôn rồi. Mình nghĩ là BB không quái đến mức mà chạy xuống góc 6 giờ hồi rồi đâu. Tham lai là 40 đấy chim sẻ. Rất khỏe ở đây. Vâng, đang máu thì muốn đi ốp. Không thấy BB đâu cả. Vâng, chuyển cung A dành cho game thủ Nam Sông Cừu. Vâng, ra là một ốp vào tuần này. Là đà của sẻ sẽ thuê. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây kìa. Vào đây kìa. Chém 4 cho Huy. Chém cả phù luôn đi, khô máu đi. Nó yếu mà. Vừa mới chuyển xong. Khô máu rồi. Vâng, chơi là phải khô máu và chơi là phải hết mình. Vâng, giật mình là bất thình lình. Vâng, vào là phải chém. Và chém là phải chết. Đỡ hộ tôi tuần này cái. Và tỷ số sẽ là... Vâng, một đều trong thiếu thứ ba rồi. Cung A đã hài áo. Huy dí sâu lên trong đi em. Hết phù rồi, hết phù rồi. Cái vào chém Cung A luôn đi. Khô máu đi. Vâng, đội bạn có định làm cái gì nữa đây? Quýt, đánh cái gì được? Quýt, 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 quýt. Rồi, xong rồi, một đều chúng ta chờ đợi trận bản lề. Thêm một trận highlight nữa đến từ chim sẻ nắng với bài đấu đi công ca. Và chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu bản lề trong thiếu thứ ba rồi.